Kênh điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến vườn mít Ngọc Mai ở Cái Bè Tiền Giang để xem cái kênh điện tử cân mít mà vườn mít Ngọc Mai đã mua thì nó hữu ích như thế nào anh chị ha. Cân điện tử cân mít thì nó đa dạng lắm anh chị ha, nhưng riêng về cái cân điện tử để cân mít á, thì cái mẫu cân mà vườn mít Ngọc Mai đã chọn mua thì nó được thiết kế tối ưu và tốt nhất cho cái lĩnh vực cân mít. Cụ thể là cái cân này nó có dốc hai bên để mình kéo cái bộ mít, cái xe mít lên cân nó rất là dễ dàng. Cái mặt sàn so với mặt đất á, nó cao chỉ 6cm thôi, nó gần như là thấp nhất, thấp hơn cả tất cả các dòng cân khác trên thị trường luôn, cho nên là anh chị cứ kéo cái bộ mít lên cực kỳ nhẹ nhàng. Để chỉnh thăng bằng cho cái cân này thì mình không cần phải nghiêng cân lên đâu, mình chỉ cần dùng cái tua vít á, mình dặn mấy cái chân đế của cân, thế là cân nó thăng bằng thôi. Nó đây là một cái thiết kế cải tiến hơn tất cả các cân khác trên thị trường luôn anh chị. Những cân khác anh chị phải lật cái cân lên mới chỉnh được, còn riêng cân này chỉ dùng của tua vít đơn giản như vậy đó thôi. Còn sử dụng cân này thì cực kỳ đơn giản luôn anh chị. Chúng ta chỉnh cân thăng bằng trên mặt nền xong, chúng ta bấm khởi động cân và chờ cân nó khởi động xong và nó hiển thị zero là chúng ta bắt đầu cân được rồi. Nếu mà chúng ta cần mà trừ bì cái xe mít á thì chúng ta đẩy cái xe mít lên trước và sau đó chúng ta bấm ta ra để cái cân nó trở về zero lại, gọi là cân trừ bì hoặc gọi là cân âm làm mít anh chị ha. Chúng ta chỉ kéo xuống là nó sẽ tự âm cái trọng lượng của xe mít, của bộ mít luôn. Từ đó về sau chúng ta cứ đặt mít lên và chúng ta cân, chúng ta đẩy lên thì cái trọng lượng mà hiện ra trên cái cân á, chính là trọng lượng của mít thôi, chứ nó không có tính trọng lượng của xe mít hay bộ mít nữa. Kênh điện tử Giao Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì kênh tự Giao Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao hàng tận nơi của anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.